Hi, xin chào các bạn trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn và mình là Mr. Fish. Thì sau nhiều ngày vắng bóng thì hôm nay mình trở lại với một cái chủ đề rất là vui tươi cho các bạn. Trên tay mình các bạn có nhận ra đây là cái gì không ạ? Đây là một cái củ cà rốt các bạn. Ok, đây là cái củ cà rốt này có rất là nhiều dinh dưỡng và đặc biệt là trong nó có cái chất là carotene các bạn. Đây là một cái chất nó tạo màu cho cá rất là tốt các bạn. Tăng màu cho cá rất là tốt. Tuy nhiên thì để cho con cá của mình ăn cái này thì bằng cách như thế nào các bạn ha? Thì đơn giản thôi các bạn. Cái chuyện này là chuyện nhỏ đối với mình thôi các bạn. Giống như là không có gì có thể khó làm khó được Mr. Fish các bạn. Ok, và bắt đầu đây nhé. Hello, xin chào các bạn, mình đã trở lại đây. Trước mắt các bạn đó chính là những con dế đang thi nhau ăn cà rốt các bạn nha. Cái cà rốt lúc nãy các bạn, mình sắc nhỏ nhỏ ra. Đấy, sắc những cái miếng như thế này nè. Các bạn thấy không? Đang ăn rất là nham nhở luôn. Đấy. Các bạn cho nó ăn khoảng 10 tới 15 phút là khi mà nó no bụng nữa các bạn, là trong bụng nó là toàn là cà rốt không mà. Giống như là cái cách mà mình đã hướng dẫn khi mà cho ăn bí đỏ các bạn. Những cái con dế này nè, những con sâu này nè, nó rất là háo ăn, nó ăn cái những cái thực phẩm này nè, rất là tốt. Đó, khi đó là chúng ta chờ đợi cho nó ăn khoảng 10 tới 15 phút các bạn, khi mà nó đã ăn no những cái chất này rồi á. Thì khi đó chúng ta thả vào cho cá rồng chúng ta ăn. Thì cá rồng chúng ta sẽ gián tiếp ăn cái cà rốt các bạn. Chứ thật ra nếu mà cà rốt mà chúng ta xay ra hay là cái gì đó chúng ta thả xuống cho cá rồng ăn thì có thể là một cái việc bất khả thi các bạn ha. Đấy. Vì đây là một chất rất là bổ dưỡng, cà rốt này rất bổ dưỡng các bạn và có thể kích thích màu cho cà rốt cho cá rồng, nên là các bạn cũng có thể tham khảo cái cách này ha. Cá rồng của mình thì thường xuyên là ăn rau nè các bạn thấy không? Rau muống, rau lan. Đó, mình cho mấy con này nó ăn rồi, bí đỏ, cà rốt. Cà rốt rồi chút mình cũng sẽ cho dán mình ăn luôn. Bây giờ thì sẵn đây mình cũng khoe cho các bạn luôn cái chỗ dán của mình ha. Ok các bạn, đây là cái thùng nuôi dán của mình, các bạn. Mình đang để ở trong kho. Đây có cái nắp đậy lại mà. Ok các bạn, đây là những cái vỉ đựng trứng các bạn. Cái này mình ra chợ mình mua hoặc có thể xin cũng được các bạn. Đó, mình để mình ngăn này cho dán nó nắp các bạn. Còn cái này là cà rốt các bạn. Cà rốt lúc nãy mình sắc mình bỏ cho nó ăn luôn. Đây bỏ vào đây luôn. Đó, thì dán của mình nó sẽ chui ra nó ăn các bạn. Cái này thì có thêm một cái này là cám trứng các bạn. Cám trứng này các bạn ra ngoài tiệm chim cá cảnh á, người ta sẽ bán các bạn rất là nhiều ha. Đây nè, có một con dán ở đây nè. Đấy. Đây các bạn. Con dán rất là mọc các bạn ha. Đó. Các bạn cho ăn như vậy á, dán nó sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng, các chất protein này vào thì cho cá rồng ăn thì cá rồng sẽ có cái yếu tố kích màu rất là tốt các bạn ha. Ok, đậy lại như thế này các bạn. Anh có một cái khe hở này mà mình lấy mũ mình che lại luôn để không có cho con thằng lằn nó vào, mà để thằng lằn nó vào nó ăn mấy con dán con của mình. Bạn sau một thời gian thì bây giờ mình bắt đầu cho những chú cá của mình ăn các bạn. Rất là ngọt. Rất là nhiều dinh dưỡng các bạn nha. Ăn
cái này giúp tăng màu cho cá rất là tốt. Rất là mê. Rất là tuyệt vời các bạn ha. Các bạn có thể thấy là mấy con cá của mình rất là sung các bạn không? Ăn uống rất là dồi dào dinh dưỡng như vậy mà không sung thì không biết phải nói như thế nào mà. Các bạn nào thấy hay thì có thể thử ha. Rất là tuyệt vời. Cái này là hiện tại là để đèn bình thường các bạn, do là mình chưa có cái hồ phun trắng á, mình để tạm thôi. Vậy bữa mình có cái hồ phun trắng mình sẽ để lên cho các bạn xem, tại con này là con bối 24K. Ăn no, các bạn nhìn thấy là cái rồng ăn no nó sẽ có cái biểu hiện như vậy các bạn. Nó sẽ cong uốn người lại. Cho ăn vừa phải đó các bạn. Không cho ăn quá no. Như vậy là vừa rồi các bạn. Đấy, con này cũng vừa ứng mình nữa các bạn. Nó vừa no rồi. Đừng cho ăn nhiều nữa. Cá nhỏ mà chúng ta cho ăn vừa phải thôi. Đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Ok, clip cho cá rồng ăn cà rốt của mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào thấy hay nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là